Điều huấn luyện viên Park Hang-seo lo ngại đã xảy ra tiền vệ Quang Hải không thể dự AFF Cup 2022 do câu lạc bộ POFC FC không cho phép. Ông Park vì thế cần tính đến phương án thay Quang Hải ở giải đấu này, trước đó, khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá tam hùng quốc tế cách đây ít tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, nếu Quang Hải không tham dự AFF Cup, đấy sẽ là thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Vì Quang Hải là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ tìm phương án thay thế Quang Hải trong bất kỳ tình huống nào cũng có phương án thay thế, nhưng không thể nói việc Quang Hải vắng mặt không tạo ra khó khăn cho toàn đội, huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Và giờ, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc phải thực hiện điều mà ông không hề muốn làm. Đó là tìm nhân sự và phương án để thay thế Quang Hải, sau khi Po FC tại giải League 2 của Pháp từ chối để Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự giải Đông Nam Á vào cuối năm nay. Tình cảnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại khá giống với tình cảnh của đội U23 Việt Nam trước SEA Games hồi tháng 5 năm nay. Khi đó, Quang Hải giờ chót cũng không thể tham dự đại hội Đông Nam Á, do anh mới đạt được thỏa thuận với Po FC. Và huấn luyện viên Park Hang-seo phải tính đến phương án tham dự SEA Games mà không có Quang Hải. Dĩ nhiên, đẳng cấp của AFF Cup và SEA Games khác xa nhau, bởi cấp độ đội tuyển quốc gia mạnh hơn so với cấp độ U23. Sân chơi dành cho các đội tuyển quốc gia cũng có trình độ cao hơn so với sân chơi U23, về cơ bản. Một số nhân sự trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đảm nhiệm vị trí của Quang Hải tại AFF Cup. Giống như từng thể hiện tại SEA Games. Gương mặt chờ đợi nhất chắc chắn là Nguyễn Hoàng Đức, người đang giữ quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 đồng thời là nhạc trưởng hàng đầu của bóng đá nội. Chỉ sau mỗi quang hải, Hoàng Đức cũng có lối chơi kỹ thuật có nhãn quang chiến thuật xuất sắc giống quang hải. Điều duy nhất mà Hoàng Đức kém so với quang hải đó tính đột biến chưa cao bằng. Nhưng xét tổng thể, Hoàng Đức không phải là lựa chọn tôi. Vấn đề còn lại ở chỗ nếu Hoàng Đức được đẩy lên cao thay vị trí của quang hải. Phải có người chám vào vị trí tiền vệ trung tâm mà Hoàng Đức vẫn thường đảm nhiệm. Người đó nhiều khả năng là Nguyễn Tuấn Anh cầu thủ cũng rất tài hoa và là một trong số ít những người không gây thất vọng xung quanh chuỗi trận thiếu thuyết phục của câu lạc bộ hoàng anh gia lai thời gian qua nhân tố khác có thể thay quang hải là nguyễn hai long chính câu lạc bộ hà nội khi đưa hai long về sân hàng đẫy cũng tính đến chuyện hai long thay vai trò của quang hải ở thời điểm quang hải sang pháp khoác áo pofc cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đồng thời là thầy của hai long ở câu lạc bộ than quảng ninh trước đây ông phan thanh hùng khẳng định hai long thay được quan trọng là phải cho cậu ấy cơ hội hai long có lối chơi bùng nổ thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả và không kém phần kỹ thuật Yếu tố mà Hai Long còn thiếu là kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm sẽ có nếu cầu thủ này được thi đấu quốc tế nhiều hơn. Một số ý kiến cũng nhắc đến tiền vệ của đội tuyển U20 Việt Nam là Khuất Văn Khang. Nhưng Văn Khang còn quá trẻ, thậm chí còn chưa có suất thi đấu thường xuyên tại V-League nên không đủ tầm để thay Quang Hải vào lúc này. Khuất Văn Khang có thể đóng vai trò của để dành của đội tuyển Việt Nam sau vài năm nữa. Riêng AFF Cup 2022 là sân chơi cho những cầu thủ tài năng nhất, bản lĩnh nhất và tinh nhuệ nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Sau khi có thông tin Quang Hải chắc chắn không thể dự AFF Cup năm nay, các cổ động viên trên khắp Đông Nam Á đã lên tiếng. Một cổ động viên có tên Nelly Khalid Anmalon đến từ Indonesia nói, không có Chanathip cũng không có Quang Hải. Đây là thời điểm để Indonesia vô địch AFF Cup năm nay. Một cổ động viên khác đến từ xứ sở vạn đảo tên Khabib Eagle có cùng quan điểm. Indonesia thật may mắn sau khi biết thông tin Quang Hải không dự AFF Cup. Cùng ý kiến với những người nêu trên. Thêm một người hâm mộ nữa đến từ Indonesia tên Maulana Effendi chia sẻ, thật là dễ chịu. Hy vọng rằng đội tuyển Indonesia sẽ biết cách tận dụng cơ hội này. Trong khi đó, các cổ động viên đến từ Malaysia cũng cho rằng việc Quang Hải vắng mặt sẽ mở ra cơ hội vô địch cho đội tuyển Malaysia. Do đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng sức mạnh từ việc Quang Hải không dự giải. Fan Malaysia tên Reza BK lên tiếng. Đây là một lợi thế cho Malaysia và đội cần biết tận dụng lợi thế này. Đồng quan điểm với Reza BK. Một người có tên Kahaya Haidea nói, thông tin rất tốt, cơ hội rất tốt cho Malaysia, một cổ động viên khác của Malaysia tên Ewang Bintang giải thích lý do Quang Hải buộc phải vắng mặt ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay. AFF Cup nên thay đổi định dạng tổ chức của mình, sao cho giống AFC Champions League và AFC Cup. Để các cầu thủ có thể tham gia đầy đủ, còn cổ động viên Thái Lan có nickname Fufa Fusri lý giải. Điều bình thường đối với một giải đấu nằm ngoài hệ thống của FIFA. Vì thế, các câu lạc bộ không cần phải trả quân cho các đội tuyển quốc gia, Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia. Còn với đội tuyển Thái Lan, đội bóng đất chùa vàng tuy nằm ở bảng A, nhưng họ luôn xem đội tuyển Việt Nam là đối thủ số 1 để cạnh tranh danh hiệu. Một số khác cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn là đội rất mạnh, là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội nào khác tại Đông Nam Á. Dù Quang Hải vắng mặt, họ tin rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn nhân tài để thay thế vị trí của Quang Hải. Cổ động viên người Malaysia có tên Ahmad Nasri bình luận, dù Quang Hải vắng mặt nhưng có lẽ sẽ có cầu thủ khác tỏa sáng thay anh. Đây là cơ hội cho những cầu thủ còn lại, còn người hâm mộ tên Muhammad Fami cũng đến từ Malaysia bày tỏ. Tôi nghĩ mọi việc vẫn ổn với đội tuyển Việt Nam, họ vẫn là đội mạnh. Tôi nói điều này rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm, riêng cổ động viên người Thái Lan Nat Natapong khẳng định chắc nịch Thái Lan không có Chanathip. Đội tuyển Việt Nam không có Quang Hải, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào hai đội Thái Lan và Việt Nam. Fan người Indonesia Dafin Elip Anriscan thậm chí còn dự báo luôn người sẽ thay Quang Hải tại AFF Cup 2022. Tôi nghĩ Khuất Văn Khang sẽ thay thế tốt vị trí của Quang Hải, đây là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Trong những năm qua, Quang Hải là cầu thủ chủ chốt dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ này là nhân tố không thể thay thế khi thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ công và tiền vệ cánh. Còn nhớ, hồi tháng 9, Quang Hải đã bày tỏ nguyện vọng muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. AFF Cup 2022 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 12 và kết thúc vào ngày 16 tháng 1 năm 2023. Theo kết quả bốc thăm AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, đội tuyển việt nam rơi vào bảng b cùng với các đối thủ malaysia singapore myanmar và lào trong khi đó bảng a gồm đương kim vô địch thái lan indonesia philippines campuchia và đội thắng trong cặp playoff giữa timor leste brunei đánh giá về kết quả bốc thăm tổng thư ký liên đoàn bóng đá việt nam lê hoài anh nói trước khi có kết quả bốc thăm vff luôn xác định tâm thế dù ở cùng bảng với đối thủ nào thì đội tuyển việt nam cũng sẽ phải được chuẩn bị một cách tốt nhất và phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể đội tuyển của chúng ta đã từng hai lần đăng quang ngôi vô địch tại đấu trường khu vực và cũng là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á xuất sắc góp mặt tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022. Do vậy chắc chắc cũng sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các đối thủ, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn trong trận làm khách trên sân của Lào, ngày 21 tháng 12. Đấu với Singapore, ngày 30 tháng 12, và thi đấu trên sân nhà trước Malaysia, ngày 27 tháng 12, và Myanmar, ngày 3 tháng 1. Các cầu thủ của chúng ta cần tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số 1 khi được chơi trên sân nhà trong hai trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận khách là trận gặp Lào và Singapore. Trận chung kết AFF Cup 2022 vẫn sẽ có lượt đi và lượt về. Các ngày tổ chức lần lượt là 13 và 16 tháng 1 năm 2023. Nếu đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi bản tin tổng hợp bởi kênh tin online 24 giờ. Xin vui lòng đăng ký theo dõi kênh để luôn nhận các video mới nhất. Xin cảm ơn.